đại nghĩa sĩ Tân Dân Chủ. Hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy nay, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đại biểu, quý đồng nhiệm cùng toàn thể đồng bào thân thương trong và ngoài nước. Sau đây con xin dâng lời cầu nguyện. Xin trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính mời Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đại biểu, quý đồng nhiệm cùng toàn thể đồng bào thân thương trong và ngoài nước cùng nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện: lại đấng tối cao, Thượng Đế, Trời, Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng và giữ nước, xin ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Quân Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác thì phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Dạ, lời cầu nguyện xin chấm dứt. Xin trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính mời Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng toàn thể quý đại biểu, quý đồng nhiệm và đồng bào thân thương trong và ngoài nước cùng an tọa. Dạ. Giờ này ngày xưa trên quê hương tôi bao tốt tơi bời, mẹ vượt đại dương ra khơi lênh đênh trên chiếc thuyền con, chỉ vượt đèo cao có bao gian lao thân xác hao mòn, còn lại người cha trong thân nhân đen trong chốn ngục sâu. Và giờ đàn con người thơ năm xưa đã lớn khôn dậy, một lòng vì dân nói thương ông cha đúng chỉ tay trai, quyền cùng ngày mai tương lai non sông không mang đến nỗi, quyền cùng hồn thiêng anh linh năm xưa cũng chết trong tôi. Một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới tươi màu, bằng vàng lời ca ca vang vọng xa ánh tiếng tự do. Người người tự do cho quê hương ta thay màu áo mới, nụ cười thật tươi trên đôi môi em hằn vết khô cằn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chết trong tôi. Một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới thành màu. Màu cờ tự do lung bay bay cao, cao vút tự xanh. Bài thơ Sương Pha. Mưa vẫn bay và gió cứ lay, cây kia tùng bất nơ thẳng lòng dài móng ngựa chưa ngưng vo, kim sắc yên cương chẳng phủi tay. Ai đứng bên đời còn ai ngủ, kẻ ngồi trong mơ mộng vẫn mê say. Nghìn trùng đội đá trời sương tuyết, ngủ sắc vẫn dương xuyên chiêu mây. Nam Quán 1989. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý giới chức, quý đại biểu, đồng nhiệm, thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, cùng toàn thể đồng bào Việt Nam thân thương trên khắp thế giới. Tôi là đại biểu Trung tá Võ Kim Lan của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay tôi rất vinh dự được hân hạnh cống hiến đến quý vị về tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, được lòng qua hai điều suy niệm trong thập bát thức. Đó là điều suy niệm thứ hai: thông minh nhất của ta là tự chủ. Điều suy niệm thứ 18: thất bại nhất của ta là tự kiêu. Và một trong bảy bài học căn bản làm người Việt chân chính, đó là bài học thứ 3: biết nhẫn nhục. Với chủ đề tập cận bình sợ ai, qua các chiến lược, mưu lược do Tổng thống Đào Minh Quân dăng ra. Trước tiên, tôi xin kể lại một câu chuyện ngắn với tựa đề là Sự tích tảng đá kỳ lạ. Câu chuyện này đã xảy ra bên nước Tàu. Vào một ngày nọ, bỗng nhiên từ trên trời cao rơi xuống dưới thảm cỏ xanh một tảng đá thật là to. Rất đỗi ngạc nhiên, mọi người mới xúm lại xem thử coi chuyện gì xảy ra, thì mới phát hiện
Trên tảng đá kỳ lạ này có khắc tên ba chữ Tàu là Thảo Miễn Chuyến. Lúc ban đầu, mọi người không ai hiểu nghĩa ba chữ này là gì, mà tại sao được khắc trên tảng đá. Và tảng đá kỳ lạ này từ đâu mà có? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập. Tuy nhiên, sau một thời gian tra cứu, tìm hiểu để giải đáp thắc mắc này, thì đây là sự kiện chưa từng có xảy ra đối với nước Tàu. Vì ba chữ Thảo Miễn Chuyến đó rất hệ trọng đối với Trung Cộng và cũng là điềm báo ứng rất xấu cho nước Tàu. Nói chính xác hơn là cho nhà cầm quyền Cộng sản Tàu Cộng. Tại vì nếu như có một người nào đó mà có cái tên là Thảo Miễn Chuyến, giống như có hiện trên tảng đá kỳ lạ này, thì người đó là khắc tinh của chế độ Tàu Cộng, thì Cộng sản Tàu sẽ bị tận diệt. Cho nên nhà cầm quyền Cộng sản Tàu rất lấy làm lo sợ. Từ đó họ ra lệnh cho thuộc cấp quân lính của Tàu đi truy lùng gắt gao, tìm kiếm cho được bất kể ai mà có cái tên Thảo Miễn Chuyến, là được lệnh là phải giết ngay, kể cả trẻ sơ sinh. Do đó không ai dám đặt tên con mình là Thảo Miễn Chuyến. Cả cái nước Tàu có gần 1,5 tỷ dân số, nhưng khi điều tra ra thì không một ai có tên là Thảo Miễn Chuyến cả. Một điều kỳ lạ mà họ không bao giờ ngờ được rằng tên Thảo Miễn Chuyến này không phải là người Tàu mà chính là người Việt Nam. Vì Thảo Miễn Chuyến dịch ra tiếng Việt là Đào Minh Quân, chính là ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta. Và chúng ta hãy chịu khó nghiên cứu tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy Tổng thống Đào Minh Quân là một người rất đặc biệt. Đặc biệt từ khi ngài mới chào đời. Ngài sinh ra nhằm giờ Thìn, ngày Thìn, tháng Thìn, năm Thìn vào lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày 16 tháng 9 năm 1952, tức ngày 27 tháng 8 năm Nhâm Thìn. Ngài được sinh ra mang hình hài của con người, nhưng về tâm linh và trí huệ là do đặc ân của Thượng Đế ban cho ngài đầu thai xuống trần thế này để nhận một sứ mạng quan trọng mà không ai có thể làm được. Sứ mạng đó là đi cứu người, không những cứu cả dân tộc Việt Nam mà còn đem lại hòa bình cho cả thế giới. Tại sao tôi nói ngài là một người đặc biệt? Là vì những việc ngài làm từ trước đến nay không có một nhân vật thứ hai nào làm được. Ngài là chính nhân thiên mệnh và được ơn trên trời Phật độ trì sáng hóa, khai thông, bồi đắp trí tuệ và trí huệ cho ngài nghĩ ra con đường cứu nước, cứu dân tộc Việt Nam tránh đổ máu. Trong thời gian ngài tịnh tâm tu thiền tại sa mạc hơn 20 năm trường đăng đẳng, nhờ đức tính kiên trì, nhẫn nại, nhẫn nhịn, cuối cùng là chịu nhẫn nhục để được có ngày hôm nay. Tổng thống Đào Minh Quân không những là khắc tinh của Cộng sản Việt Nam và diệt luôn cả Cộng sản Tàu qua chiến lược duy thật lập cộng. Từ khi tên Hồ Chí Minh được lệnh của Cộng sản quốc tế cài cắm xâm nhập vào Việt Nam, lấy hồ sơ của một người thư ký Việt Nam tên là Nguyễn Ái Quốc. Vậy thì cả thế giới này có ai biết được Hồ Chí Minh là Tàu Cộng, là Việt Giang không? Thưa không, mà chính Tổng thống Đào Minh Quân là người duy nhất biết rất rõ đằng sau lưng của Đảng Cộng sản Việt Nam
là một cái bóng đen to, khổng lồ, hung tàn, bạo ác, rất tinh vi. Được lệnh trên cơ quan đầu não của chúng, nằm ở bên tàu, chỉ định điều khiển những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam là tay sai tàu Cộng, đang cai trị, thống trị dân ta bằng chính sách độc ác, là dùng củi đậu, nấu đậu, tức là dùng người Việt, giết người Việt, dần dần sẽ diệt chủng người Việt, để chúng biến cái quê hương Việt Nam, gấm vóc giang sơn tươi đẹp của chúng ta, trở thành một quận lỵ của Trung Cộng qua 10 bước tiến của mật nghị thành đô. Tổng thống Đào Minh Quân vì lòng yêu nước thương dân vô bờ bến nên ngài không cam tâm chấp nhận hành động tham lam, bỉ ổi, đầy tham vọng với ý đồ xâm lược của tàu Cộng. Do đó, là một người anh minh sáng suốt, ngài đã vận dụng trí tuệ và trí huệ của mình để tìm phương cách và chờ đợi thời cơ tối hậu mới ra tay. Nhờ vào tài trí thông minh của Tổng thống Đào Minh Quân mà thần tượng Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam thiêu dệt lên đã bị sụp đổ, đại bại một cách thảm hại ê chề vào giờ phút chót tại Cơ quan Văn hóa Khoa học Liên Hiệp Quốc UNESCO vào ngày 19 tháng 5 năm 1990. Từ yếu tố này đã chứng minh Hồ Chí Minh y chính là tên Việt gian, giả làm người Việt Nam, cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, gây chiến tranh diệt chủng xâm lăng Việt Nam. Chiến lược, mưu lược thuộc tầm vóc chính lược là kế sách giăng lưới bao vây chung quanh của Tổng thống Đào Minh Quân đã dùng công pháp quốc tế nhằm đưa Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng từ từ lọt lưới một cách nhẹ nhàng, không tốn một viên đạn, qua các chiến lược như sau. Bước đầu tiên là chặt được cái gốc cây Cộng sản Việt Nam, triệt được nhân cách của già Hồ tại UNESCO vào năm 1990. Tiếp theo, Tổng thống Đào Minh Quân quyết tâm thành lập cho bằng được Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, để đương đầu với Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng. Khi ngài hay tin mật nghị thành đô đã được ba tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam âm thầm ký kết tại thành đô Chengdu vào ngày 4 tháng 9 năm 1990. Tổng thống Đào Minh Quân, ông cùng phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ triệu tập Đại hội Dân Chủ Đoàn Kết, quyết tâm thành lập một chính phủ quốc gia để đương đầu với Cộng sản, vì lòng thương dân yêu nước vô bờ bến trước họa xâm lăng của Tàu Cộng, ngài đã dấn thân hy sinh, hứng mũi chịu sào, đứng ra nhận trách nhiệm trước lịch sử, một vai trò rất nguy hiểm lúc bấy giờ. Đó là nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào lúc Chín Ngọ 12 giờ trưa ngày 16 tháng 2 năm 1991, nhằm ngày mồng 2 Tết Tân Mùi, và ngài Đào Minh Quân đã quỳ gối đón nhận quốc bảo dân sử Việt với hai dòng nước mắt. Ngay sau khi nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, tổng thống đã ra tuyên cáo phủ nhận tất cả giao kèo đồng hợp do cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bất kỳ cá nhân hay công ty nào trên thế giới. Với vai trò thủ tướng, với vai trò thủ tướng Việt Nam lâm thời, đại diện cho quốc gia Việt Nam, tổng thống Đào Minh Quân, đọc đơn kiện 19 tên đầu sỏ cộng sản Việt Nam đến tòa hình sự PO Box 519
5900 The Hague Netherlands vào ngày 16 tháng 2 vào ngày 16 tháng 2 năm 2013. Vì Hồ Chí Minh là gián điệp Chí Minh cộng là gián điệp nên thông báo cộng. Đơn kiện nên thông báo đơn cho tập cận đã được gửi cho tư cách là chủ tịch với tư cách là chủ tịch kim tổng bí thư đảng cộng sản đã ký nhận lần đã ký nhận vào ngày 17 vào ngày 17 tháng 7 năm 2013 ngày 27 tháng 5 ngày 27 tháng 5 năm 2013 Đào Minh Quân tổng thống Đào đã nhận được phúc đáp của tòa hình sự quốc tế ICC ICC đã nhận được hồ sơ do ngài đứng tên để truy tố 19 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh cầm đầu. Sau khi nhận được phúc đáp của ICC, đơn kiện Hồ Chí Minh lại được gửi cho Tập Cận Bình và y đã ký nhận lần thứ hai vào ngày 18 tháng 7 năm 2014. Tiếp theo, Tổng thống Đào Minh Quân nộp đơn kiện Tàu Cộng tại Tòa hình sự quốc tế ICC đòi Hoàng Sa và Trường Sa vào ngày 30 tháng 8 năm 2014. Đơn kiện này được gửi đến Tập Cận Bình vào ngày 2 tháng 9 năm 2014. Tuy nhiên, lần này thì Chủ tịch Tập Cận Bình không dám ký. Rồi Tổng thống nộp đơn kiện Tàu Cộng tại Tòa hình sự quốc tế đòi bồi thường 15.000 tỷ đô la cho đồng bào Việt Nam lần thứ nhất ngày 16 tháng 2 năm 2015. Tiếp tục ngày 15 tháng 5 năm 2015, Tổng thống nộp đơn kiện Tàu Cộng tại Tòa hình sự đòi bồi thường 15.000 tỷ đô la tiếp tục lần 2 và được Tòa án phúc đáp nhận hồ sơ ngày 13 tháng 8 năm 2015. Ngày 21 tháng 7 năm 2016, Tổng thống nộp đơn kiện Formosa tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ Santa Ana, California. Khi Formosa đã xả những hóa chất độc hại làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái đời sống của ngư dân vùng biển Vũng Áng, làm cá chết hàng loạt hàng tấn. Sau khi hiến pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bị áp lực của Hoa Kỳ chính thức cho người dân có quyền trưng cầu dân ý vào ngày 1 tháng 7 năm 2016, người dân có quyền bầu chọn cho mình vị lãnh đạo nào mà mình yêu thích. Tổng thống Đào Minh Quân lập tức phổ biến công cuộc trưng cầu dân ý vào đầu năm 2017. Gần một năm sau, có hơn 1 triệu phiếu của đồng bào Việt Nam qua cuộc trưng cầu dân ý bầu chọn ngài làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 16 tháng 2 năm 2018, với cương vị là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, ngài đã khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 17 tháng 8 năm 2018, Tổng thống Đào Minh Quân bổ túc đơn kiện Tàu Cộng đòi bồi thường 36.000 tỷ Mỹ Kim USD, thuận theo ý kiến của đồng bào Việt Nam trên khắp thế giới qua cuộc tham gia trưng cầu dân ý, đạt trên 4 triệu phiếu, bầu Thủ tướng Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Và ngài đã đăng quang tại Tụ Nghĩa Đường vào ngày 11 tháng 11 năm 2019. Như chúng ta đã biết, đầu năm vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, Tổng thống Đào Minh Quân thành lập Liên đoàn Hậu Duệ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa tại Tụ Nghĩa Đường. Rồi đến ngày 18 tháng 5 năm 2019, Tổng thống Đào Minh Quân
thành lập Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu tại phòng FCC. Đến ngày 24 tháng 6 năm 2019, Tổng thống ký bổ túc đơn kiện Tàu Cộng đã được các chính khách Hoa Kỳ bổ túc lên đến 38.000 tỷ Mỹ Kim USD. Hồ sơ đơn kiện là 232 trang. Còn tội ác Tàu Cộng được liệt kê ra là 4.000 trang do tên Hồ Chí Minh cầm đầu, gây tội ác làm thương tổn từ tinh thần đến vật chất, sinh mạng của người dân và đất nước Việt Nam. Và mới đây là Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa được Tổng thống ký ban hành vào ngày 16 tháng 2 năm 2020 tại Tụ Nghĩa Đường với mục đích không làm khổ dân. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, Tàu Cộng đã 3 lần nhận đơn kiện do Tổng thống Đào Minh Quân gửi đến cho Chủ tịch Tập Cận Bình theo thể thức thư bảo đảm có ký nhận. Lần thứ nhất là ngày 15 tháng 7 năm 2013. Lần thứ hai là ngày 18 tháng 7 năm 2014. Nhưng đến khi Tổng thống Đào Minh Quân gửi đến Chủ tịch Tập Cận Bình lần thứ ba ngày 2 tháng 9 năm 2014 thì y không dám ký. Lý do là vì hai lần đầu nhận thư bảo đảm đó, Tập Cận Bình rất xem thường Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Y nghĩ rằng đây chỉ là một tuồng chèo, giống như trò hề, là chuyện nực cười, không làm được gì. Do đó, quá chủ quan nên y đã ký. Đến khi nhận lần thứ ba, thì lúc đó y mới giật mình và không dám ký. Mà theo luật lệ của tòa án, thì nếu một khi nhận đơn kiện ba lần mà không hồi đáp, coi như thua kiện. Đằng này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký nhận hai lần rồi. Đến lần thứ ba này, cho dù ký hay không, Tập Cận Bình vẫn thua kiện. Còn như chủ tịch họ Tập kia đã nhận đơn kiện lần thứ ba mà không xuất hiện tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Khi Tòa án Quốc tế mở phiên tòa ra xét xử một cách công bằng thì y án mà thi hành. Vì đây không phải là một phường chèo, không phải là trò chơi. Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta có đầy đủ tất cả những bằng chứng của Tàu Cộng. Nó đưa tên Hồ Chí Minh vào cái nước Việt Nam, kể cả nhân chứng, vật chứng, hình ảnh, tài liệu, chứng cứ đầy đủ. Tất cả tội ác do tên Hồ Chí Minh gây ra. Lúc đó, Tàu Cộng không thoát được tội. Mặc dù Tổng thống Đào Minh Quân là nguyên đơn trong tất cả các vụ kiện, tuy nhiên, Tổng thống đã ủy nhiệm cho một số luật sư và các công ty thay cá nhân Tổng thống Đào Minh Quân để tiếp tục vụ kiện mà không cần có sự hiện diện của Tổng thống, tức là nguyên đơn. Khi phiên tòa hình sự quốc tế xét xử công bằng và minh bạch vì cái vụ việc Tổng thống Đào Minh Quân kiện Tàu Cộng đòi bồi thường 38.000 tỷ đô la, thoạt đầu nghe thì giống như là trò hề, là diễn tuồng. Nhưng nếu Tổng thống Đào Minh Quân thắng kiện và chuyển quyền đòi nợ cho Hoa Kỳ thì Tàu Cộng sẽ đối phó như thế nào, thưa anh chị em? Vì hiện nay Hoa Kỳ đang nợ Tàu Cộng 22.000 tỷ đô la. Nếu Hoa Kỳ sử dụng vụ kiện của Tổng thống Đào Minh Quân ngay tức khắc
Hoa Kỳ sẽ tuyên bố cấn nợ cả vốn lẫn lời mà Hoa Kỳ không cần trả, thì tàu cộng sẽ ra sao nếu mất đi số tiền khổng lồ đó? Hãy nhớ, ngân khoản 22.000 tỷ đô la này không phải là của riêng Tập Cận Bình, mà gần như là tài khoản của cả nước do nhiều tướng lãnh, những tài phiệt đại gia của Trung Cộng, họ gửi hết trong nhà băng, ngân hàng để góp vốn cho Tập Cận Bình đầu tư, mà Tập Cận Bình đã dồn như gần hết tài sản qua Mỹ để chơi thị trường chứng khoán ở New York. Nay những công khố phiếu đó biến thành tờ giấy lộn, thì Tập Cận Bình chỉ có nước là trắng tay thôi. Khi đó, nước tàu sẽ xé ra thành nhiều mảnh nhỏ. Phần còn lại là 16.000 tỷ đô la, thì Tổng thống Đào Minh Quân sẽ tịch thâu tất cả tài sản của tàu cộng khắp nơi trên thế giới và ngay cả Việt Nam. Cho nên, chúng ta phải biết rằng, ngoài cái bóng ma Cộng sản Việt Nam, mà ngay cả tàu cộng Tập Cận Bình, chúng nó đang run sợ, như đang ngồi trên đống lửa. Chúng nó đang giãy giụa, chống đỡ, yếu ớt và đang chết dần. Vì chính chúng nó biết rằng, cái người có thể cứu chúng nó, cứu đây là cứu cả Cộng sản Việt Nam và tàu cộng, không ai khác, chính là Tổng thống Đào Minh Quân. Tổng thống Đào Minh Quân là người duy nhất có thể cứu cái mạng của Tập Cận Bình và cái mạng của những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam. Vì vậy mà tàu cộng cũng như Cộng sản Việt Nam không bao giờ dám đụng đến hoặc công khai ra mặt đối đầu với Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta từ trước đến nay, và càng không dám đụng đến tính mạng của ngài. Vì đến khi ra tòa án xét xử, nếu như không có ngài thì lấy ai mà thương lượng cho chúng nó có còn con đường sống? Cho nên tàu cộng trước giờ chỉ dùng tiền bỏ ra hàng trăm triệu, hàng tỷ đô la để thuê mướn bồi bút truyền thông hải ngoại qua chương trình giảng hảo Trung Quốc cố sự nhằm đánh lừa Mỹ quốc tế mà thôi. Vì Trung Cộng do Tập Cận Bình lãnh đạo, với quá nhiều tham vọng và ý đồ của tàu cộng, do đó Tập Cận Bình luôn kiêu ngạo với số nợ trên 20.000 tỷ đô la, công khố phiếu mà Hoa Kỳ đang nợ Trung Cộng là chắc chắn. Nhưng đó cũng là chiêu thức thần kỳ mà Tổng thống Đào Minh Quân đã sử dụng để tương kế tụ kế, biến Tập Cận Bình từ vị thế thao quan dưỡng hối trở thành khang long hữu hối. Bởi vì thao quan dưỡng hối là các đặc điểm chiến lược mà Đặng Tiểu Bình đã dạy cho Tập Cận Bình dùng để qua mặt Âu Mỹ, như là: thứ nhất, bình tĩnh quan sát; thứ hai, che giấu khả năng; thứ ba, chờ đợi thời thế, biết ẩn mình. Tuy nhiên, lúc đó Tập Cận Bình vì quá tự phụ, cho rằng mình rất là tài giỏi, nên kiêu căng, ngạo mạn và quá tham vọng, chỉ biết thừa thắng xông lên, đi ngược lại lời khuyên của Đặng Tiểu Bình. Thay vì là thao quan dưỡng hối, tức là không bao giờ tham lam nắm giữ vị thế hàng đầu, thì Tập Cận Bình đi ngược lại để biến thành khang long hữu hối, có nghĩa là khi con rồng bay quá cao không điều khiển được, giống như một con diều bay cao quá ở trên bầu trời gặp cơn gió mạnh
diều đứt dây, chỉ còn nước là cắm đầu rơi xuống đất. Đó là cách tự sát của con rồng dậy non đó. Vậy thì cái người mà Tập Cận Bình sợ là ai? Cho chúng ta thấy được rằng Tổng thống Đào Minh Quân là người có kiến thức sâu rộng, tài ba xuất chúng, có tâm linh, đầy trí tuệ và trí huệ. Ngài có cách nhìn tiên liệu từ xa, cùng với đức tính kiên nhẫn, trường kỳ đấu tranh. Với sự thông minh sáng suốt, Ngài luôn tự chủ, đã chuẩn bị rất kỹ càng và lâu dài, có nhịp nhàng, uyển chuyển và tinh vi, để ngày hôm nay mới thắng được Cộng sản. Từ chiến lược, mưu lược thần kỳ siêu đẳng, bao vây chung quanh, Ngài đã trồng vào cổ Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng sợi dây thòng lọng. Và cái người siết sợi dây thòng lọng đó chính là Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và 5 triệu phiếu của đồng bào Việt Nam. Số phiếu càng cao thì dây thòng lọng càng siết chặt. Kính thưa anh chị em, nhìn qua từng bước đi căn bản ngoạn mục này, có lẽ chính khách khoa bảng Việt Nam và ngay cả nhà cầm quyền Trung Cộng chắc chắn chẳng còn dám mỉa mai vụ kiện tại Tòa Hình Sự Quốc tế ICC là không tưởng. Vì sao? Vì Trung Cộng đã lâm vào cái thế trận do Tổng thống Đào Minh Quân giăng lưới như một bàn cờ tế vi độc nhất vô nhị, để đối phương tự chui vào rọ hay tự dồn mình vào ngõ bí một cách rất ngoạn mục, có thể nói là chưa từng có trên bàn cờ quốc tế. Qua câu chuyện sự tích tảng đá kỳ lạ ở trên là điềm báo ứng ngày tàn của Tàu Cộng phải đến, nhưng ngược lại với Việt Nam chúng ta là một tảng đá vô cùng kỳ diệu, đem lại điều may mắn. Và Tàu Cộng không bao giờ ngờ được rằng một ngày nào đó, người có tên là Thảo Miễn Chuyến, tức là Tổng thống Đào Minh Quân, vị lãnh đạo tối cao của nước Việt Nam Cộng Hòa, Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta thật tuyệt vời, phải không quý vị? Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo đang tiến về Sài Gòn quét sạch giặc thù, không bằng súng đạn mà bằng trái tim nhân ái, bằng tình yêu thương vô bờ bến, trở về phục vụ cho đồng bào Việt Nam có cuộc sống sung túc, đem tự do, dân chủ, nhân quyền, ấm no, hạnh phúc, thái bình, thịnh trị trên quê hương Việt Nam dấu yêu. Phần trình bày của tôi đến đây là chấm dứt. Trân trọng kính cảm ơn Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính cảm ơn Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và quý đồng bào Việt Nam đã lắng nghe. Trân trọng. Mai Cộng Hòa, hệ thống đài truyền hình Sài Gòn Đại Quốc xin trân trọng kính chào tất cả quý nhà quý đồng hương. Đến với là chương trình ngày hôm nay, trong chương trình Mặt đối mặt, kính thưa quý nhà quý đồng hương, trong những chương trình vừa qua, khi mà chúng tôi có dịp để mà phỏng vấn những khách mời lên trên này, quý nhà quý đồng hương đã theo dõi rất là nhiều, và ngày hôm nay rất là đặc biệt. Kính thưa quý vị, trong suốt 40 năm qua, đất nước Việt Nam của chúng ta, khi mà nhà quyền Cộng sản Việt Nam đã cưỡng bức miền Nam Việt Nam, có nhiều người anh hùng là Tuấn Tuyết,
thề chết không theo giặc. Và cũng có nhiều người đã tìm đường ra nước ngoài để thành lập những phong trào đấu tranh cho dân chủ và tự do. Trong suốt 40 năm qua, chúng ta đã có nhiều hội đoàn, có nhiều tổ chức ăn lên làm ra ở tại cái đất nước tự do này. Con cháu của chúng ta đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư, khoa học gia, vân vân. Nhưng 80 triệu đồng bào của chúng ta vẫn còn khoác hải chờ một ngày để được thấy một ánh sáng tự do và dân chủ. Chúng tôi đã thường nói 40 năm quá đủ rồi, chẳng lẽ ngày hôm nay chúng ta lại có một ánh sáng mới này đây? Mời tất cả quý vị cùng chúng tôi theo dõi chương trình ngày hôm nay mặt đối mặt cùng với lại Thủ tướng Đào Minh Quân. Trân trọng chào Thủ tướng Đào Minh Quân. Dạ, kính chào anh Michael Hòa. Chúng tôi xin trân trọng kính chào đồng bào và tất cả quý khán thính giả của chương trình Sài Gòn Network TV trên toàn thế giới. Kính thưa Thủ tướng, vào đầu thì chúng tôi cũng đã giới thiệu thoáng qua những cái dòng lịch sử, những cái khuất khải, những cái khó khăn của hơn 2 triệu người đồng bào của chúng ta ở tại đất nước Hoa Kỳ này. Ai trong chúng ta cũng mong được một cái đất nước như là đất nước Việt Nam chúng ta dân chủ và tự do. Thì có một ca nhạc sĩ trẻ cách đây khoảng 5 năm đã mạnh dạn viết lên hai cái nhạc phẩm. Xin hỏi anh là ai? Việt Nam tôi đâu? Chỉ hai nhạc phẩm đó thôi mà đã bị bắt bỏ tù 4 năm. Ngày hôm nay chúng tôi xin mượn một trong hai bản nhạc đó hỏi. Xin hỏi ông là ai? Dạ. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý khán thính giả của chương trình Sài Gòn Network TV, tôi là Đào Minh Quân, trung úy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, số quân 72-140-999. Tôi tốt nghiệp khóa 5/71, trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức và hiện đang giữ trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Chúng ta có chính phủ lưu vong, chúng ta có một số tướng lãnh cũng ở khắp nơi và đặc biệt ở tại Hoa Kỳ này. Một thủ tướng lâm thời có được công nhận bởi cái đất nước mà chúng ta đang lưu vong hay không? Điều đó là rất là quan trọng. Vì ở đây tôi đã nghe nhiều nhà báo, nhiều ký giả, cũng nhiều như nhiều cái chương trình phát thanh, truyền hình có nói rằng chúng ta có nhiều chính phủ, nhiều thủ tướng. Nhưng họ quên rằng đây là một đất nước tự do, dân chủ, nhưng trọng pháp, không thể làm liều, không thể làm mẫu được. Muốn làm chủ nhà, ít nhất cũng có một cái thẻ chủ quyền. Làm chủ một chiếc xe, cũng phải có cái thẻ chủ quyền. Còn muốn lập một chính phủ, ít nhất phải được sự công nhận của nhà cầm quyền sở tại. Chúng ta đang ở, đang lưu vong, tị nạn trên đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta cần có được sự xác nhận của chính phủ Hoa Kỳ. Và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, hiện do tôi lãnh trọng nhiệm thủ tướng, không những đã được sự thừa nhận, xác nhận của các vị lãnh đạo cao cấp nhất của chính phủ Hoa Kỳ, là một đệ nhất cường quốc trên thế giới, và ba đời tổng thống đã liên lạc với chúng tôi, cũng như cả cái hội đồng liên hiệp 28 nước quốc hội Âu Châu cũng đã liên lạc với chúng tôi với tư cách là thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng ở đây chỉ có một chính phủ duy nhất hợp pháp, hợp lý để tranh đấu lấy lại chủ quyền đất nước cho toàn dân chúng ta. Còn tất cả các tổ chức khác họ cũng yêu nước, nhưng mà chúng ta không nên sử dụng danh từ mà chúng ta không phải trong vị trí đó. Như vậy thì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã được thành lập từ bao lâu? Dạ thưa ông Michael Hòa, chúng tôi được sự thành lập của đồng bào hải ngoại ba thế hệ. Ngày thành lập đó nằm trong cái Đại hội Dân chủ Đoàn kết ngày 21 tháng 10 năm 1990. Và mọi người đưa ra một vị thủ tướng đầu tiên, đó là cụ thủ tướng Nguyễn Trăng. Nhưng sau khi ngài từ nhiệm vì lý do sức khỏe, thì đồng bào ba thế hệ cũng như những quý vị ở trong các cái hội lễ nghĩa liêm sĩ, tổ chức dân sự Việt đã đề cử tôi để thay thế trọng nhiệm của cụ Nguyễn Trân
Và chúng tôi sau khi nghĩ rằng đất nước cần, chúng ta phải dấn thân, nên chúng tôi đã chấp nhận với tư cách là một quân nhân để sẵn sàng đương đầu với giặc Cộng sản và Tàu Cộng. Cho nên chúng tôi sau khi suy nghĩ, tuy biết rằng tài đức mình chưa phải là một cái người cao cả nhất, cao cấp nhất, nhưng cái lòng yêu nước chúng tôi thì có thừa. Chúng tôi là truyền thống của những người yêu nước, những người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc. Cho nên chúng tôi, trong lúc chưa ai đứng ra, thì chúng tôi mạn phép đứng ra để nhận cái trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Và chúng tôi đã tuyên thệ trước bàn thờ Tổ quốc, trước ba thế hệ vào ngày 16 tháng 2 năm 1991, vào lúc 12 giờ trưa, ngay tại trung tâm thủ đô tị nạn người Việt vùng Nam Cali. 25 năm tuổi của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, trong nội các thành phần của Thủ tướng ngoài Thủ tướng ra, có những ai? Như chúng ta đã biết, người Việt mình nhân tài, hào kiệt, không có thiếu trên khắp thế giới. Cái việc mà chúng tôi quan trọng nhất, cổ nhân có dạy, là yếu ư chủ, tường ư thần, và phải biết ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Cho nên sau khi nhận trọng nhiệm thủ tướng, trong những điều kiện khó khăn, chúng tôi đã lui vào sa mạc để ẩn ở đó trong một thời gian gần 20 năm để chuẩn bị những hành trình chiến đấu với Cộng sản lâu dài, kham khổ. Và cho tới ngày hôm nay, sau khi chúng tôi đã dụ được Cộng sản Việt Nam lọt vào bẫy, thì bắt đầu chúng tôi đang trên cái tiến trình để sắp cái bẫy đó. Cho nên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào năm 2005, thì các quý vị dân cử trong Đảng Cộng Hòa đã mời tôi đến cái Đại hội Đảng Cộng Hòa với tư cách là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Và tại đó chúng tôi tuyên bố tiếp tục cuộc đấu tranh cho đến ngày giải thể được tà quyền Cộng sản Việt Nam. Và sau 5 năm làm việc, cho đến ngày 15 tháng 10 năm 2010, chúng tôi được các cái vị dân cử của Hoa Kỳ chính thức mời đọc thông điệp tại Thư viện Nixon với tư cách là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, với sự hiện diện của các tướng lãnh, các vị dân cử, những nhà tài phiệt của Hoa Kỳ. Và họ đồng ý với cái đường lối của chúng tôi rằng cái chuyện của Việt Nam phải do chính người Việt Nam quyết định. Và Hoa Kỳ là một yếu tố quan trọng để chúng ta làm việc song hành với Chính phủ Hoa Kỳ. Và sau đó thì chúng tôi đã tuyên bố chủ quyền của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tại Biển Đông. Chúng ta, cũng như là chúng tôi, hồi nãy giờ chúng ta nghe cái số nhiều như vậy. Xin phép chúng tôi xin được hỏi một lần nữa. Nội các của Chính phủ Việt Nam Quốc gia lâm thời do Thủ tướng Đào Minh Quân có những ai? Rất là hay. Cái nội các đó có những ai? Tức là tất cả những người Việt Nam đều có thể tham gia cái nội các đó. Và nội các đó có hai mặt của một vấn đề. Có cái chúng tôi trình bày được, có cái chúng tôi không có trình bày được. Vì chúng tôi có những bộ phận, nguyên cá nhân tôi là một người chỉ huy của một lực lượng đi không tiếng về không lời. Cái cách chúng tôi giải quyết tại chiến trường không phải hoàn toàn là ngoài mặt, mà chúng tôi có thể giải quyết sau hậu trường. Thì những anh em ở sau hậu trường chúng tôi tạm thời chưa có đưa ra, nhưng những anh em trước mặt thì thành phần trong chính phủ hôm nay, tôi tin tưởng và tôi xác định rằng quý vị đang cần đấu tranh với Cộng sản Việt Nam, thì cái nội các của chúng tôi dư sức để đè bẹp cái nội các của Cộng sản Việt Nam. Cái thế cờ của Biển Đông bây giờ, Trung Cộng mỗi một ngày, mỗi một ngày lấn chiếm, mỗi một ngày mỗi bành trướng cái chủ quyền của Biển Đông. Chúng ta, chính phủ, lưu vong những người Việt tị nạn, có căn cước tị nạn Cộng sản. Thế gì để đánh lại một cái chủ quyền, một cái đất nước như là Trung Cộng? Rồi, không nói gì đến là Việt Cộng. Kế hoạch của Thủ tướng như thế nào? Đó là câu hỏi mà chúng ta có thể nói lại một cách rất là dễ nghe, là cái chính phủ này không thấy quân, không thấy lính, mà tại sao dám đấu tranh với Cộng sản Việt Nam trong lúc ngày 30 tháng 4 1975 chúng ta có gần 1 triệu quân với sự hỗ trợ của đồng minh mà chúng ta thất bại? Tại vì chúng ta phải đợi thời cơ. Thời là do ông trời,
cơ là do chính chúng ta. Chính phủ này được thành lập ngày 21 tháng 10 năm 1990 và chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi 25 năm để dụ những con chuột của Cộng sản lò ra và chúng tôi sập bẫy, chúng tôi bắt. Đó là cái kế hoạch mà chúng tôi khi nhảy đến Quảng Trị, trong lúc tôi là người chỉ huy trưởng của một cái đơn vị đặc biệt, đặc nhiệm tiền sát, đó là lực lượng đi không tiếng, về không lời, tên gọi là Black Tiger. Tôi cũng là một sĩ quan tổng sự tại Bộ Chỉ huy Tiểu khu Quảng Trị. Nhưng cái nhiệm vụ thứ hai quan trọng của chúng tôi là truy sát, truy đuổi những tên đầu sỏ Cộng sản. Lúc bây giờ cấp chỉ huy có hỏi tôi rằng, tôi ra lệnh cho anh bắt một vị tư lệnh sư đoàn này, hay bắt một cái nhân vật kia của Đảng Cộng sản Việt Nam, của các sư đoàn Cộng sản, của các trung đoàn Cộng sản. Thì chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi chỉ có 54 người lính thôi. Làm sao mà có thể nhảy vô một vùng địch mà chúng nó có thể có cả 500, cả ngàn quân. Do đó, chúng tôi bèn, trong cái sự sống, sự chết, chúng tôi bèn nghĩ ra một cái sinh lộ. Chúng tôi đặt ra một kế hoạch để dụ cái con chuột của nó chui ra khỏi hang. Và chúng tôi sập bẫy bắt con chuột đầu đàn. Đó là kế hoạch mà chúng tôi đã từng nói chuyện với những người thuộc cơ quan tình báo của Hoa Kỳ. Trong đó con Barry Sutton. Tôi nói rằng, các anh em cứ truy đuổi những kẻ giết người, khủng bố. Các anh em đâu có chui xuống hầm được như chúng nó. Chúng nó là những con chuột. Đó. Những con chuột, con rắn. Nó chui trong núi, nó chui trong hang. Khó bắt. Mình không thể nào chui theo nó được. Tại sao không dụ nó chui ra để mình bắt nó? Và Barry Sutton có nói rằng, đó là kế hoạch mà hy vọng chính phủ Hoa Kỳ khi cần để điều khiển cái kế hoạch đó thì chúng tôi sẵn sàng hợp tác trình bày với chính phủ Hoa Kỳ. Chúng ta cũng biết là bất cứ cái chuyện gì làm cũng có cái trí và cái lực. Ngày xưa 30 tháng 4 T-54 của Cộng sản đánh sập Dinh Độc Lập, nhưng mà cái T-54 đó không sợ bằng cái TT bây giờ, tiền của nghị quyết 36. Thì chính phủ lâm thời do ngài Thủ tướng Đào Minh Quân có đủ cái TT đó để mà đánh lại cái nghị quyết 36 không? Câu hỏi rất hay. Nhưng mà đối với những người coi tiền là cái yếu tố hàng đầu, chúng tôi lại coi tiền không phải là yếu tố hàng đầu. Là chúng tôi coi tiền chỉ là yếu tố cần chứ không phải là yếu tố đủ. Yếu tố đủ phải, chúng ta phải có chiến lược, chiến thuật, chúng ta phải có strategy, chúng ta phải có tactic, chúng ta có trí tuệ. Chúng tôi là những người hữu thần, Cộng sản là những kẻ vô thần. Chúng tôi là những người con cháu của trời, đệ tử của Phật. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng với cái những trí tuệ đó, cân não đó của trời Phật đã ban cho mình thì phải dùng nó để trị lại cái lũ vô thần, vô đạo như Cộng sản. Còn các anh em dựa vào tiền sẽ thất bại. Tại vì cái lũ ăn cướp, ăn trộm nhiều khi nó có nhiều tiền hơn là những người lương thiện. Do đó chúng tôi đặt một kế hoạch, chúng tôi gọi nôm na là cái bẫy để Cộng sản phải xa lưới. Cái bẫy đó chúng ta phải song hành với chính phủ Hoa Kỳ. Tại sao gọi là phải song hành với chính phủ Hoa Kỳ? Vì chúng ta đang ở tại cái quốc gia Hoa Kỳ. Cho nên chúng tôi phải soạn thảo, làm việc âm thầm tận tụy với chính phủ Hoa Kỳ. Với mục đích gì? Để cho những tay đầu sỏ Cộng sản nó đầu tư ở tại nước Mỹ này, nó vào rất là dễ dàng. Như anh em vừa nói, đó là nghị quyết 36, 37, 38 đối chúng tôi là không có đáng kể. Vì cái đó, chúng tôi có một cái kế sách còn cao hơn cái nghị quyết 36 nữa. Cho nên đối với những hội đoàn tổ chức, họ lo lắng về cái nghị quyết 36 lắm. Nhưng nếu chúng ta có một cái kế hoạch, có một cái strategy còn cao hơn cái nghị quyết 36, thì nghị quyết 36 của chúng nó chỉ là cái bàn đạp để chúng ta quánh nó thôi. Lý do, Cộng sản đã từng tới đây, Cộng sản lường gạt đồng bào đã đành rồi. Cộng sản muốn lường gạt cả Mỹ, lường gạt cả quốc tế. Cho nên chúng nó đã đưa vào đây rửa tiền, mua bán bất hợp pháp, làm những chuyện gọi là gian dối, tàn ác, gian trá. Thì chúng tôi nhắm mắt mở để cho nó vào tới đây. Nó vào tới đây hiện nay, nó là lọt vào bẫy. Tại vì tất cả tài sản của Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ hôm nay, cho tính tới khoảng tháng 5, hôm nay là tháng 12, khoảng tháng 5 năm nay là 617 tỷ đô la, là gần tương đương với GDP. GDP tức là toàn bộ cái khối lượng sản xuất của Cộng sản trong nước. Nếu bây giờ tất cả những cái tài sản đó mà bị đông lạnh, thì Hòa nghĩ sao? Nếu một cái thằng nhà giàu
túi nó đầy tiền, nó đang ra lệnh mọi người, nó ra lệnh hết cái hội đoàn này, hết cái hội đoàn kia, tất cả những hội đoàn nào mà cần tài chánh, những cái cơ quan kinh tài làm việc nào mà cần cái nguyên liệu, cần cái sản xuất, cần tiền bạc, nó thỏa mãn. Nhưng mà đến khi nó chính nó cũng không còn đồng nào thì nó trở thành hành khất, homeless, thì nó không thể nào làm việc với ai được nữa, thì ai làm chuyện đó? Cho nên tôi muốn nhấn mạnh tới điểm là phải có chính phủ, và chính phủ đó phải hợp pháp và hợp lý. Là tại sao? Là tại vì các hội đoàn không thể làm việc trên bệnh viện quốc gia, mà ở cái level của chính phủ mới làm việc trên bệnh viện quốc gia. Và chính phủ này song hành với chính phủ Hoa Kỳ để cho Cộng sản Việt Nam lọt bẫy, không những Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu cũng lọt bẫy. Tại vì chúng nó đầu tư ở Mỹ này. Hoa Kỳ và các nước tự do có cái nhiệm vụ dạy cho những kẻ cướp bóc như Cộng sản, những kẻ gian dối, điêu ngoa, xảo quyệt, tàn ác như Cộng sản. Học bài học gì? Đó là bài học trong một cái cuộc chơi có luật lệ. Đó là lý do mà chính phủ Hoa Kỳ đã giao thương với Cộng sản Việt Nam. Cái lệnh giao thương của Tổng thống Bill Clinton, ngài ký cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 21 tháng 7, 1995. Nhưng trước đó, chính phủ Mỹ đã làm một cái đặc ân, cũng đã bàn bạc với chúng tôi, đã nhìn nhận cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời này. Cái công điện đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton gửi cho chúng tôi với tư cách là Thủ tướng Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, ký vào ngày 28 tháng 1, 1994, tức là hơn một năm trước khi Mỹ ban giao với Cộng sản Việt Nam. Điều đó chứng minh rằng là chính phủ Hoa Kỳ đã giao dịch, đã nhìn nhận chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trước khi họ ban giao hay là giao thương với Cộng sản Việt Nam. Và sau khi họ giao thương với Cộng sản Việt Nam, thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, trong đó có Đại tướng Powell Collins, đã gửi chúng tôi những công hàm để tiếp tục xác nhận họ vẫn giao thương, họ vẫn giao dịch, họ vẫn nhìn nhận cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Nhưng chúng tôi phải im lặng để cho thằng Việt Cộng, thằng Cộng sản, nó lọt bẫy. Nó nghĩ rằng nó đã giao thương với Mỹ, Mỹ dễ quá, đem tiền qua đây được, giấu tiền được, ăn cắp được tiền của đồng bào mình. Nó ăn cắp được, nó ăn cướp được tiền của đồng bào chúng ta, dân oán nhiều lắm. Nó mang qua Mỹ này, nó rửa tiền, buôn ma phiến, buôn tài sản đủ hết. Nhưng mà nó làm rồi là tại những cái danh sách của nó, từ những tên đầu sỏ như Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Phan Văn Khải, chúng tôi có danh sách. Thì chuyện gì xảy ra? Chúng tôi đã thành lập cái tội ác của 19 đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, từ những đầu sỏ cao cấp nhất là Hồ Chí Minh cho đến những tay đã chết rồi như Hồ Chí Minh, và những cái tay đang nắm chính quyền, đang cai trị Việt Nam như là Trương Tấn Sang, như Nguyễn Tấn Dũng. Và những cái hồ sơ đó chúng tôi đệ trình cho Liên Hiệp Quốc, và Liên Hiệp Quốc đã cho chúng tôi cái reference number, tức họ coi như đã xác nhận Cộng sản Việt Nam là có tội. Coi như có nghĩa là họ chưa xử, cho nên họ không thể nói Cộng sản Việt Nam có tội. Nhưng trên nguyên tắc, họ đã có một cái case number để sẵn sàng khi mà chúng tôi yêu cầu Cộng sản Việt Nam, những đầu sỏ Cộng sản Việt Nam ra trước tòa án hình sự quốc tế. Thì sao? Có hai điều kiện xảy ra. Chúng nó ra hoặc không ra. Ra thì nó sợ bị bắt, ở tù. Còn không ra, nó tưởng nó thoát. Nó không thoát đâu thưa Michael, thưa đồng bào. Nó không ra thì nó sẽ bị xử khiếm diện tại tòa hình sự quốc tế, mà bản án mà chúng tôi đệ nạp lên cho tòa hình sự quốc tế vào ngày 16 tháng 2 năm 2013, trong đó đã liệt kê đầy đủ tội ác của Cộng sản Việt Nam. Và tội ác đó gồm có những tội diệt chủng, cướp của, giết người, hãm hiếp phụ nữ. Nội những tội đó không là có thể đến là một cái án cao nhất rồi. Thì tất cả tài sản của Cộng sản Việt Nam sẽ bị tịch thu. Nói như vậy thì mình có một cái chứng cứ gì, mình có một cái bằng cứ gì để mà chứng minh được? Bởi vì đất nước Hoa Kỳ này là một cái đất nước mà họ đã coi như là trong thời gian quá khứ, như là ông Sa ở Iran, ông Marcos ở Philippines đã từng sát vai chung gánh với lại Hoa Kỳ mà họ bỏ.
thì thủ tướng Đào Minh Quân là ai? Họ có cũng có thể bỏ một cái rất là dễ dàng, làm sao mà lòng dân tin được? Họ có thể bỏ ông thủ tướng Đào Minh Quân, nhưng họ không thể bỏ được công lý và sự thật. Tại ông Đào Minh Quân, thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, làm việc bằng chính nghĩa, công lý và sự thật. Thứ hai, có thể nói thêm một câu đau đớn nữa là chính phủ Hoa Kỳ từng phản bội những đồng minh của mình. Thành ra đó, quý vị phải nhớ rằng chính phủ Hoa Kỳ không có những đồng minh mãi mãi, không có kẻ thù muôn đời. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ chưa thấy họ phản bội lại quyền lợi của họ. Cho nên chính phủ Hoa Kỳ đi song hành với chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời song hành với chính phủ Hoa Kỳ và đề nạp cho chính phủ Hoa Kỳ một cái sách lược hoàn toàn có lợi cho chính phủ Hoa Kỳ. Thứ nhất, về quyền lợi khai thác dầu khí tại Biển Đông, hàng tỷ tỷ dầu hỏa mà hiện nay Cộng sản Việt Nam đã bán cho Tàu, cái sự sản xuất lấy dầu của tại trong thềm lục địa của Việt Nam hoàn toàn thuộc vào tay của Tàu Cộng. Chính phủ trong ngày 15 tháng 10 năm 2010, cái bài đọc tôi tuyên bố tại Thư viện Nixon xác nhận Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời hiện nay là người có chủ quyền duy nhất tại kho dầu trong thềm lục địa của Việt Nam. Và chúng tôi đang thương lượng để ký kết những giao kèo với chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi chúng tôi làm chuyện đó, các anh em ngày hôm nay mới nghĩ, ồ, chuyện đã đến rồi, ồ, hôm nay chúng ta phải chống nghị quyết 36. Chúng tôi coi nghị quyết 36 của nó như trò chơi. Tại vì chúng ta không cần phải chống cái ngọn. Cái gốc của nó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái gốc của nó là Hồ Chí Minh và những cái sách lược nó xâm lấn cái đất nước Việt Nam và nó lần lần nó đi vào cái cộng đồng của mình và nó đi vào cái đất nước Hoa Kỳ. Và chúng ta cũng có bổn phận phải trả ơn cái đất nước Hoa Kỳ, làm việc với đất nước Hoa Kỳ, song hành với đất nước Hoa Kỳ để chúng ta ngăn ngừa những tội ác. Thì chúng tôi đã thảo luận kế hoạch đó với những nhân vật có rất là có nhiệm vụ để làm chuyện đó. Ví dụ như đặc biệt như ông Barry Sutton như tôi đề cập, thì chúng ta phải đưa một kế hoạch lâu dài thì Cộng sản Việt Nam nó mới lọt bẫy. Ngày hôm nay mình chỉ nhòm tới cái ngọn là nó tới đây với nghị quyết 36. Nhưng cái đây 25 năm mình đâu có thấy là có một chính phủ rồi. Cái chính phủ này là chủ quyền của đất nước Việt Nam, tức là một sự tiếp nối của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tuy đã chôn mà chưa có chết. Còn thằng Cộng sản Việt Nam đã chết rồi mà chưa có chôn. Cho nên cái chính phủ đó bằng một cái sách lược âm thầm nhẫn nhục chịu đựng, tôi lui vào sa mạc sống gần 20 năm để cho con chuột nó sa bẫy. Sau khi chúng tôi biết rằng cái con chuột đó lúc này nó đã ăn được mập rồi, vô cái bẫy nó chạy ra cũng không nổi, vì cái mình nó bự quá rồi, nó tới 617 tỷ đô la, nó chạy không được đâu. Thì hiện nay chúng nó đang túng quẫn, đang tìm đường cuốn cuồng để chạy. Cho nên Cộng sản Việt Nam bây giờ chỉ có một cách duy nhất là tìm cách tháo khoáng tiền bạc qua nước Mỹ hoặc những nơi nào nó có thể tháo khoáng được. Nhưng tiếc thay, lúc này đã chậm rồi. Đã chậm rồi. Cho nên Cộng sản Việt Nam bây giờ chỉ có một con đường chọn lựa. Nếu không muốn bị xử như những tội phạm chiến tranh, những tên tội phạm diệt chủng, là chỉ có quy thuận chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Chúng tôi đã đưa ra một cái sách lược chiêu hiền cộng sản. Nếu các anh biết bỏ đao xuống thì thành Phật. Chúng tôi cho anh trở về với hàng ngũ nhân dân, trở về hàng ngũ của dân tộc nếu anh dám bỏ dao. Cho nên chúng tôi chủ trương là Việt Cộng, bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Nhưng nếu các anh còn ngoan cố thì thưa, chúng tôi là một lực lượng, là những sĩ quan tác chiến được huấn luyện để triệt hạ. Triệt hạ đây có nghĩa là triệt hạ luôn những tay đầu sỏ Cộng sản Việt Nam bằng những phương pháp của những người chiến binh. Hồi nãy Thủ tướng Đào Minh Quân có nói rằng là Cộng sản Việt Nam chết mà chưa chôn. Vì cái chết mà chưa chôn đó, cái xác đó nó làm thối nát đồng bào ta hơn 40 năm nay. 65 năm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ Bắc vô Nam, 40 năm ở miền Nam Việt Nam. Làm sao để mà rửa sạch được cái xác chết đó để mà cho người dân trong và ngoài nước tin vào chính phủ lâm thời của Đào Minh Quân? Cái niềm tin của mỗi người là do tự họ, chứ không thể ai nào cho họ niềm tin được. Nhưng có điều họ phải cần phải cảnh giác, họ phải tự suy nghĩ lấy. Con người có cái sự suy nghĩ, suy luận rất là rõ. Thứ nhất, chính phủ này
không phải chỉ hiện diện ra đó, mà chính phủ này đã thực hiện từng bước chiến lược. Tôi xin dẫn dụ những cái chiến lược, nếu đồng bào chịu khó đi vào cái website của chính phủ, ví dụ như là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời .com, thì chúng tôi đã trình bày cho đồng bào tất cả những tin tức tài liệu đó. Còn nếu mà đồng bào không có thời giờ thì tôi mạn phép trong vài phút để trình bày như thế này. Thứ nhất, trước khi chúng ta đánh con rắn thì chúng ta phải chặt cái đầu rắn. Thì ngày 19 tháng 5 1989, Cộng sản Việt Nam đã âm mưu nộp cái hồ sơ xin tôn vinh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới tại UNESCO Liên Hợp Quốc. Lúc bây giờ có nhiều người không có để ý đến việc đó, nhưng chúng tôi rất là để ý. Tại vì chúng tôi biết Hồ Chí Minh chính là cái gốc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu chúng ta tưởng tượng là một cái cây, thì Hồ Chí Minh là cái gốc, mà Đảng Cộng sản là cái thân. Và cái nhà nước, cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chỉ là cây lá cành. Cho nên nếu chúng ta chỉ cắt cái cây lá cành, nhiều khi nó mọc ra cái cây lá cành khác. Chúng ta đánh vào cây thì cũng được, đánh nát cái cây chúng ta mất sức nhiều lắm. Nhiều khi chúng ta không có thể đốn ngã một cái cây, nhưng nếu chúng ta cắt cái gốc nó thì nó rất là dễ, he khô héo. Hòa có trồng cây bao giờ chưa? Đó, cứ lấy thử được cái gốc cái cây mà cắt xem cái gốc nó. Thì gốc của Đảng Cộng sản là Hồ Chí Minh. Cho nên chúng tôi chờ đợi. Tôi đến Mỹ ngày 14 tháng 8 năm 1980. Chúng tôi lập tức gia nhập lực lượng Người Việt Quốc gia. Và tôi chính là trưởng đoàn văn nghệ áo đen. Đồng bào gọi là đoàn văn nghệ lực lượng Người Việt Quốc gia. Nhưng mà chúng tôi thấy cái phương pháp đó không đủ để mà đấu tranh với Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi cưu mang làm sao phải thành lập một cái chính phủ. Tại vì chuyện nhà cũng phải có chủ nhà, chuyện nước phải có quốc gia, mà quốc gia là phải có chính phủ mới giải quyết được. Thì chúng tôi cố gắng cưu mang cái ý tưởng đó cho tới khi ba thế hệ Việt Nam trong cái Đại hội Dân chủ đoàn kết ngày 21 tháng 10 năm 1990 thành lập chính phủ, là chúng tôi ủng hộ tối đa để thành lập chính phủ. Thì cái kế hoạch chúng tôi là cái gì? Là khi Cộng sản Việt Nam nộp cái hồ sơ xin tôn vinh Hồ Chí Minh tại UNESCO là chúng tôi đánh tappi. Tôi xin dùng cái danh từ của quân đội là đánh tappi. Có nghĩa là chúng tôi chờ đợi mà phải nhờ vào đồng bào. Đồng bào mới là cái động lực chính. Đồng bào mới là cái nỗ lực chính. Chúng ta chỉ đưa ra cái chiến lược và cái kế hoạch. Thì tại sao như vậy? Tại đồng bào khi thấy Cộng sản Việt Nam nó đưa ra tên Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới, thì bao nhiêu nhà ái quốc, bao nhiêu nhà trí thức, bao nhiêu nhà khoa bảng đã thành lập những hồ sơ tội ác của Hồ Chí Minh để nộp tại UNESCO để phản kháng, không có chấp nhận vấn đề mà đưa tên Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới. Nhưng mà Michael có biết sao không? Có những điều mà chúng ta muốn mà cũng không được. Tại vì sách có câu, trong nhà thì nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn dọn ta. Những nhà trí thức khoa bảng của mình và đồng bào của mình biết thằng Hồ Chí Minh nó phạm ít nhất là 4 tội chính. Tội thứ nhất là cướp của, giết người, hãm hiếp phụ nữ. Và thứ ba, và cái tội thứ tư của nó là ăn cắp văn của người khác. Nó ăn cắp văn của người khác, nó đề tên của nó, hay nó giả tên người khác. Nhưng mà khi chúng ta trong nhà nhất mẹ nhì con, ai cũng ngồi nói chuyện tội ác của Hồ Chí Minh thì vui lắm, đầy đủ bằng chứng lắm. Nhưng mà khi ra Liên Hiệp Quốc thì người ta đòi cái bằng chứng, cái proof. Bây giờ hỏi Hồ Chí Minh giết người thì tụi Việt Cộng nó nói rằng trong cái trận đánh Waterloo, Nã Phá Luân đánh cái đội Waterloo một đêm tới sáng, thất trận, chết 60.000 quân. Trong lúc thời nhị thế chiến, quân lực đồng minh đổ bộ tại Normandy, chết một tráng cả 100.000 người. Đến nỗi mà chúng ta có một bài ca mà anh em đều biết đó, The Longest Day. The Longest Day. Tại vì chết nhiều quá thì nó mang đi. Trong lúc mình nói rằng rằng Cộng sản trong cái cuộc chiến này nó giết 3 triệu người Đông Dương và Việt Nam. Đông Dương tức là Việt, Miên, Lào. Cho nên mình quy nó cái tội giết người. Thì tụi Cộng sản nó nói rằng trong cái cuộc chiến như vậy mà chỉ có một năm thôi thì mình có thể chết cả triệu người rồi. Huống gì cái cuộc chiến mà trải dài từ 1945 cho tới giờ này,
thì cái sự hy sinh của 3 triệu người đó là họ hy sinh để lấy lại tự do dân chủ. Họ phải đánh hai cái cường quốc là Mỹ và Pháp. Cho nên cái đó không phải là giết người. Đó là cái thứ nhất, là mình thua cái câu nói thằng Hồ Chí Minh là người kẻ giết người. Cái tội thứ hai, anh em mình thường quy cho Hồ Chí Minh là tội gì? Tội hãm hiếp phụ nữ. Thì theo án lệnh của tòa, muốn quy cái tội hãm hiếp phụ nữ thì phải có hai yếu tố, ít nhất là hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phải tìm được cái tinh trùng của người đàn ông ở nơi cái cửa mình của người phụ nữ. Xin phép quý vị khán thính giả và đồng bào, tôi phải dùng cái chữ rất rõ, là phải tìm được cái tinh trùng của người đàn ông nơi cửa mình của người phụ nữ thì mới chứng minh là có chuyện giao hợp. Thứ hai là phải chính cái người phụ nữ đó đứng ra thưa. Chứ nếu người phụ nữ đó đồng ý thì làm sao mà chúng ta thưa tội cưỡng hiếp được. Nhưng mà tất cả bên phe anh em mình đó, nói thì hay nhưng không có bằng chứng đó. Mình nói là Nông Thị Xuân, Nguyễn Thị Khai, Minh Khai đủ thứ, nhưng không có cái bằng chứng. Cho nên khi ra Liên Hợp Quốc, anh em mình trong nhà nói chuyện với nhau thì hay. Ra trước quan tòa, khôn nhau, ra cửa quan mới biết. Đúng không ạ? Mình thất bại. Bây giờ nói về tội cướp của, thì Cộng sản Việt Nam nó nói lại một câu như thế này. Các anh chứng minh được Hồ Chí Minh có cái tài sản nào không? Thì rõ ràng Hồ Chí Minh không có đứng tên một cái tài sản nào cả. Thì sao? Vậy thì Hồ Chí Minh ăn cướp ở đâu? Do đó, ý của chúng tôi, thứ nhất, ngày hôm nay, kính thưa đồng bào và tất cả khán thính giả của chương trình Sài Gòn Network TV, chúng tôi trước hết là xin kính gửi đến tất cả những anh em trong ban kỹ thuật, ban giám đốc của đài chương trình Sài Gòn Network TV, đặc biệt là anh Michael Hòa. Chúng tôi đã trở về đây trong nhiều năm trời. Ngày hôm nay chúng tôi mới thấy được thật sự đây là một cơ quan truyền thông. Còn nhiều cơ quan truyền thông khác đã không dám phỏng vấn Thủ tướng Đào Minh Quân. Tại vì chúng tôi muốn nói sự thật. Họ sợ sự thật, họ không dám phỏng vấn. Cái thứ hai, vì chúng tôi có trình lại với lại ban giám đốc của chương trình Sài Gòn TV Network, là tôi mong rằng cái cuộc đối thoại này hay là cuộc nói chuyện hai bên đối diện với nhau này thì sẽ không có edit, tôi muốn live. Thì anh Michael Hòa đã đồng ý và đại diện cho ban giám đốc ảnh đồng ý. Tức là ảnh sẽ phải edit lại, nhưng mà cái edit không có thay đổi nội dung của cái cuộc phỏng vấn, và chỉ có thêm vào hình ảnh hoạt động của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đó là lý do tại sao tôi rất là kính trọng, tôi rất là cảm ơn cái chương trình Network TV. Và tôi cho rằng ít nhất tại hải ngoại này còn có một cơ quan truyền thông chân chính. Trong cái chương trình này chúng tôi cũng xin tiếp lời với lại Thủ tướng Đào Minh Quân. Đúng như thế, chúng tôi sẽ không cắt xén một chút xíu gì. Chúng tôi không thêm bớt dầu mỡ gì cả. Bởi vì chúng tôi biết rằng chúng tôi đại diện cho tất cả quý giả của đồng hương muốn hỏi lên những câu hỏi. Nếu mà muốn sập bẫy, bắt bẫy như những cái câu mà từ đầu đến giờ mà Thủ tướng Đào Minh Quân dùng là đáng dụ nhà Quyền Cộng sản Việt Nam vào một cái bẫy đó để bắt, thì cái bẫy đó bây giờ đang ở trong một cái giai đoạn nào? Bây giờ chúng ta đã mệt mỏi, 40 năm quá đủ rồi. Chúng ta đã chết chóc bao nhiêu, khổ cực bao nhiêu để mà tạo dựng được một tiếng nói ngày hôm nay. Thì chúng ta xin hỏi lại một lần nữa. Như vậy thì làm sao toàn dân có thể đứng lên để mà cùng yểm trợ với lại Chính phủ Việt Nam Quốc gia lâm thời để mà đốn đi cái gốc của Cộng sản, trong đó hiện giờ sang trọng hùng dũng 3-4 cái tên nghe nó hay lắm, nhưng mà chỉ có cá nhân những cái tên đó mà thôi. Thì làm sao mà chúng ta có thể yểm trợ, và yểm trợ bằng cách nào, giúp thì giúp bằng cách nào để mà đồng hành với lại Chính phủ để mà đốn cái gốc này? Kính thưa anh Michael Hòa, kính thưa đồng bào, kính thưa khán thính giả của đài Sài Gòn Network TV, đặc biệt là đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới. Cái ngày mà chúng tôi nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời lúc 12 giờ trưa ngày 16 tháng 2 năm 1991, tôi có thưa với đồng bào rằng chúng tôi không ngại phải đương đầu bất cứ cái kẻ thù nào của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là Cộng sản, là những cái lũ đã cướp bóc, tàn ác,
hủy hoại cái văn hóa, cái truyền thống cao đẹp nhất của Việt Nam. Nó hủy hoại luôn cái tương lai của các thế hệ con cháu, con em của mình. Nó đã hãm hiếp phụ nữ, nó đã đưa con dân Việt Nam làm lao nô khắp thế giới. Cho nên chúng tôi không thể nào không triệt hạ nó. Nhưng mà chúng tôi có nói rằng chúng tôi có chiến lược, chúng tôi có phương pháp. Chúng tôi không yêu cầu đồng bào phải đóng góp tài chánh. Chúng tôi chỉ yêu cầu đồng bào giúp cho lời nói chính nghĩa như đài Sài Gòn Network TV đang làm ngày hôm nay, là nói lên sự thật và cho tiếng nói chúng tôi vang vọng đến đồng bào. Đó là quý vị đang góp một lời nói chính nghĩa để cùng chúng tôi triệt hạ Cộng sản Việt Nam. Cái thứ hai, nếu đồng bào mà có thêm cái tinh thần yêu nước thì chúng tôi xin một chữ ký thôi. Chữ ký đó là chúng tôi có đưa ra một cái chiến dịch gọi là chiến dịch ký đạp mặt tên Việt Giang Hồ Chí Minh, mà nhiều hội đoàn có thể có lòng yêu nước như chúng tôi, không thua kém như chúng tôi, nhưng vì bất cứ một lý do nào họ ngần ngại không có tham gia cái chiến dịch ký đạp mặt Hồ Chí Minh. Nhưng với chúng tôi quan niệm rằng chúng tôi là những người hổ thần, luôn luôn tin tưởng vào Thượng Đế Trời Phật. Chúng tôi học theo cái phương pháp của Thượng Đế Trời Phật. Các anh muốn vào đạo Công giáo thì các anh phải rửa tội. Các anh muốn đi vào nhà Phật thì các anh phải quy y. Cho nên các anh muốn tham gia cái công cuộc giúp dân cứu nước mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đang đeo đuổi, thì ít nhất các anh phải cho mọi người thấy anh dám ký đạp mặt tên Việt Giang Hồ Chí Minh. Nếu không thì anh không có rất xác định rõ cái lập trường của các anh. Có điều như thế này, là nhiều anh em mình á, thì có những cái vương vấn tình cảm cũng có. Nhiều cái vương vấn mà mình không có thể nói ra hết được. Tại vì đa số người Việt Nam mình ở tại đây đó, thì còn thân nhân bà con bên Việt Nam. Cho nên có nhiều người rất là ngần ngại để tham gia cái chiến dịch ký đạp mặt Hồ Chí Minh. Tại vì ký đạp mặt Hồ Chí Minh là mình vạch một cái ranh giới rõ ràng quốc cộng. Thì Cộng sản Việt Nam không bao giờ chấp nhận những người đã ký đạp mặt Hồ Chí Minh. Mình có thể chửi một người đó, người ta có thể nhẫn nhục, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chửi cha người đó đó, thì người ta tức lắm. Mà Hồ Chí Minh chính là cha già của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà bị chúng ta mang ra đạp vào mặt đó, họ đâu có chịu nổi đâu. Nhưng mà tôi muốn nói với thưa với đồng bào, tôi với tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Sài Gòn Network TV rằng, khi chúng tôi thiết lập một kế hoạch như vậy, chúng tôi nguyên là những người viết về cái software là Thảo Chương Viên, thì khác với những người phần đông ở trong cái chế độ đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa đó, mình làm rồi mới tính. Tại vì trong điều kiện có đất nước hạn hẹp, vừa bị Nhật, bị Pháp đô hộ, chiếm đóng như vậy, cho nên mình cố gắng mình làm việc đó, làm tới đâu hay tới đó. Đó là cái câu của ông bà mình nói. Nhưng chúng tôi không có cho phép mình làm như vậy. Vì chúng tôi nghĩ rằng cái sinh mạng của hàng triệu đồng bào Việt Nam rất là quan trọng. Muốn làm chuyện nào, đặc biệt là cái chuyện cứu nước, giúp dân, là phải có chương trình và kế hoạch lâu dài. Đó là cái lý do tại sao chúng tôi thảo ra cái chương trình để làm việc mà 25 năm, cho tới 30 năm, tới 50 năm chúng tôi vẫn tiếp tục. Và đó cũng là lý do tại sao chúng tôi lúc bây giờ, từ năm 1984-85, chúng tôi là một trong những người phải gọi là thành phần triệu phú đầu tiên của người Việt Nam. Chúng tôi có dư khả năng để mở một văn phòng lớn, có nhân viên làm việc, nhưng chúng tôi lui vào sa mạc để đỡ tốn tiền, có thể trường kỳ kháng chiến bao nhiêu năm. Thưa quý vị, trong suốt gần một tiếng đồng hồ vừa qua, chúng ta đã mặt đối mặt cùng với lại Thủ tướng Đào Minh Quân. Trong một chính phủ lâm thời, xưa kia chúng ta vẫn nuôi một cái mộng và học nhiều cái sách lược. Và mới nhất chúng ta đã nói thường, dân Do Thái đã không còn một cái đất nước của họ để gọi là đất nước Do Thái. Thế mà đời này qua đời khác họ chỉ nói có một câu một với nhau thôi: Salam, Jerusalem. Vậy mà họ trở về, họ lập quốc được. Chúng ta đã từng hãnh diện là những người có trí thức,
có căn bản. Chúng ta chỉ cần có một cái thôi, ngồi lại với nhau. Không biết là những gì chúng ta nghe Thủ tướng Đào Minh Quân có đủ để mà đồng hành, để mà bắt cái ngọn của nhà của người Cộng sản Việt Nam nó ra khỏi cái đất nước mà chúng ta hãnh diện là 4.000 năm văn hiến. Trước khi rời màn ảnh ngày hôm nay, một lần nữa chúng tôi cảm ơn tất cả quân nhà quân hương đã theo dõi chương trình và sự hiện diện của Thủ tướng Đào Minh Quân. Một lời sau cùng, mình có thể trở thành Do Thái không? Thật sự đó, Việt Nam là Việt Nam, Do Thái là Do Thái. Tuy rằng chúng ta bảo rằng tất cả là do Thượng Đế Trời Phật mà ra, cho nên chúng ta là nhân loại. Nhưng mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc có địa hình, lãnh thổ, hoàn cảnh và tính chất khác nhau. Hiện nay cái sức mạnh của người Do Thái đang trong các tầng lớp của Hoa Kỳ. Vì chúng tôi từ năm 1990 đã là host committee của Mỹ, của Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ, tức là hội đồng chủ nhân của Mỹ. Chúng tôi thấy được cái sự sinh hoạt của người Do Thái như thế nào trên chính trường của Hoa Kỳ. Rất tiếc hiện nay người Việt chúng ta có sức mạnh, không có thua kém gì. Nhưng chúng ta chưa có đoàn tụ được. Chúng ta không phải là chúng ta mất đoàn kết. Nhưng mà chúng ta không phải là chúng ta chia rẽ. Nhưng mà chúng ta đã không ngồi lại được với nhau. Chúng ta nên dẹp bỏ những cái tỳ hiềm cá nhân. Mà dù chúng ta muốn hay không, thì hiện nay sách lược của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ tiến về Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2016, tôi nghĩ rằng tình hình Việt Nam sẽ có những thay đổi. Nhưng cái điều ngần ngại của chúng tôi khi nghĩ tới đất nước, sự đau khổ của đồng bào, là chúng ta thấy được cái nhà nó mục như vậy, tụi Cộng sản nó rách nát như vậy, mà chúng tôi chưa tìm đủ nhân sự, chưa tìm đủ cái gì để mà thay thế. Bây giờ chúng tôi có thể giật sập các cái cây cột, bắt 19 đầu sỏ Cộng sản. Bây giờ nếu chúng tôi ra lệnh đông lạnh tài sản của 19 đầu sỏ Cộng sản, chuyện gì xảy ra? Nếu mà những tay đầu sỏ Cộng sản trong một ngày thôi, là nó không còn tiền nữa. Hiện nay Cộng sản Việt Nam có thể nắm được, sai khiến được, điều khiển được một số người, một số tổ chức vì họ có tiền. Nhưng nếu họ biết rằng họ không còn tiền nữa, thì họ sụp nhanh lắm. Nhưng làm sao mà chúng ta phải chuẩn bị sự thay thế? Do đó, chúng tôi có thảo luận với ban tham mưu của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, quý vị tướng lãnh và những vị trong hội đồng nội các nói rằng chúng ta phải cố gắng tìm kiếm thế hệ kế tiếp, những anh em ít nhất là từ 40 tuổi đến 65 tuổi để chuẩn bị để thay thế. Vì chúng tôi năm nay cũng đã trên 60, cũng là cái tuổi đi vào retire rồi. Chuẩn bị được cái tầng lớp đó, thì xin thưa, chúng tôi sẽ tiến hành và chúng tôi sẽ nói với Hoa Kỳ, chúng tôi sẵn sàng. Sẵn sàng đây, không có cần phải nhiều người làm đâu. Một chữ ký của tôi để đông lạnh tài sản của Cộng sản Việt Nam, chúng nó sụp ngay. Anh Michael Hòa suy nghĩ đi. Nếu mà những Nguyễn Tấn Dũng, những Trương Tấn Sang, Phan Văn Khải, mà người dân hay là người lính của họ, chính cán bộ của họ hiểu rằng họ sẽ không còn một đồng nào nữa, thì đâu có ai tôn trọng họ nữa. Mà chính những người cán bộ, đoàn viên của họ, đảng viên của họ bắt họ. Tại tôi có cho, tôi có hứa, nếu mà bắt sống những tay đầu sở Cộng sản đưa ra pháp luật trừng trị, thì tôi sẽ thưởng 10% trên cái tài sản của những đầu sở Cộng sản Việt Nam, cái tài sản phi pháp mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ tịch thâu của những tay phạm pháp. Thì tôi nghĩ rằng là chính những người đàn em của Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng sẽ bắt chúng nó. Chúng tôi không trả thù, chúng tôi không muốn giết họ, nhưng mà chúng tôi sẽ đòi hỏi công lý, sẽ đem họ ra tòa hình sự quốc tế. Nếu tòa hình sự quốc tế chậm trễ để xét xử họ, thì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ thành lập một cái tòa án để xử họ theo ý kiến của người dân. Và tới đây chúng tôi cũng đang muốn nộp đơn và đang có thảo luận với một số luật sư để đưa bọn đầu sỏ tội ác Cộng sản Việt Nam ra tại tòa án quận Cam. Tuy là tòa án của liên bang nhưng mà xử ngay tại quận Cam.
và tôi hy vọng được sự yểm trợ của các cơ quan truyền thông báo chí, của những nhà yêu nước và những đồng bào của chúng ta muốn thấy được cái ngày tận diệt. Tận diệt đây là chúng tôi tóm lại bắt hết các đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, nhốt nó vào một cái lò cho nó học kinh. Tụi nó đang phải muốn đi học kinh. Tôi muốn nhờ các cái thượng tọa, những người đàng hoàng, không cần các thượng tọa phải dạy đâu, mà cần các vị thượng tọa hòa thượng đi dạy mấy cái thằng ác ôn, côn đồ Cộng sản đó. Đúng không ạ? Mấy ông cha cũng vậy, vào đó mà dạy. Chúng tôi muốn bắt Cộng sản cho vào chùa, cho vào nhà thờ, cho vào tu viện. Từ đó mà ngâm thơ, từ đó mà đọc kinh, để trở nên con người đàng hoàng. Còn đất nước phải trao lại cho các thế hệ trẻ của Việt Nam, để họ xây dựng cái đất nước này. Mà lúc đó tất cả nhân tài trên khắp thế giới Việt Nam mình không có thiếu, sẽ trở về xây dựng đất nước nó rất là nhanh. Tôi nghĩ là trong vòng vài năm, nước Việt Nam sẽ trở lại cái danh từ là Sài Gòn, Hòn Ngọc, Diễn Đông. Và tôi trân trọng, kính mong đồng bào xin nhìn lấy cái tình hình đất nước, thương lấy cái đất nước. Chính phủ này thành lập không phải để cai trị đồng bào. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thành lập để làm gì? Để hầu việc cho dân, phục vụ cho dân. Cho nên chúng ta từ chối cái sự phục vụ, sự làm việc này là quả là chúng ta thật sự vô tình với đất nước đó, thưa quý vị. Và trân trọng kính chào đồng bào và tất cả các nhân sĩ. Kính thưa quý vị, kính thưa chúng ta đã nghe. Tùy quý vị, nếu còn thắc mắc website Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời như thế nào, có phải là cái ngọn đuốc để chúng ta có thể vinh hoa thấy rằng 40 năm quá đủ rồi, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải chôn, không để cái xác chết nằm đó nữa. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, cũng như tất cả những chương trình về kêu hệ thống Đài Truyền hình Sài Gòn Đại Quốc. Vì đây là Đài Truyền hình của người Việt quốc gia của chúng ta. Và chúng tôi cũng quên kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn vui khỏe, đặc biệt nhất hạnh phúc bên người thân. Xin kính chào, tạm biệt. Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, chúng ta hãy cất cao ba lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Xin cảm ơn. Bay mang chi anh hùng, chung sức cùng vượt xây quê hương. Việt Nam ơi, đất nước ta xa lạ, đất chúng dân hà, dù máu mình còn vẫn biết bao.
Hãy chuẩn bị cờ vàng, cùng chào đón chính thể Cộng hòa trở lại trên quê hương Việt Nam và đón một mùa xuân tự do Canh Tí 2020. Giờ một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống trên đường giữa thế gian. Chừng cầu dân ý, bầu đào minh quân. Chừng cầu dân ý, bầu đào minh quân. Chừng cầu dân ý, bầu đào minh quân. Chừng cầu dân ý, bầu đào minh quân.